Rồi mời tất cả đã đỉnh. Ai Chú ơi, xuống ca? đây làm có miếng cái thịt chuột. Xuống đây làm miếng đại ca. Khách quý. Đấy, Lê Khuyên và Thu và Tiến. Đấy, và Chu Nghĩa Tổng Hợp, Lê Toàn. Đấy, ông chú thì hôm qua ông ăn rồi, hôm nay bảo ông ăn lại ông không ăn. Ông ngồi ông xem. Đấy, thôi làm châm tiểu đi. Đấy, làm chén cho nó hấp dẫn. Buổi tối còn là nó sức khỏe còn là an lành. Mà lấy cho anh cái đồ đũa với cái bát để cho chỗ này. Nào. Kèn cái gì đây? Rồi, chúc sức khỏe nhá. Đấy. Mời gia đình nhá. Mời đại gia đình. Làm miếng đi. Luôn ngay nóng hổi qua được rồi. Mà món này hôm nay hơi ít xả. Hơi ít xả nhỉ. Ừ, cho miếng ớt. Đây. Ui dồi ôi, ngon dưa quá. Chua. Đấy, cho dưa chua cho nó đủ hết. Đưa cái lưu cho nó con chấm quả chỉ vào nhé. Nha. Đây. Để đây thôi, để đây. Rồi. Ôi dồi. Ngon quá. Ăn giòn tan nhỉ. Đấy, có quyền làm miếng cho nó hấp dẫn. Cứ ba chỉ. Đấy, cứ ba chỉ mà dã. Thế thôi. Mời cả nhà nha. Rồi, mời đại định. Ui giời. Gặp cô Khuyên ăn thịt chuột thì Trường thôi rồi. Hôm nay hai áo đỏ ăn thịt chuột. Hai áo đỏ ăn thịt chuột. Hai hôm nay là cũng có cả dưa thiết ra. Mà hôm chua nay đủ hết. Cả má ăn sống nữa này. Cả má này toàn nhà rồng hết này. Được cái rau rau sạch, rau tận nhà rồng hết. Anh em là cứ chia sẻ. Chuột ở ngoài đồng. Đấy, rau nhà trồng. Chuột đồng cho má rồng ngon. Hãy làm miếng cho nó hấp dẫn này. Các bạn biết cái gì không? Đấy, cái này là hãy làm cái đùi đi em. Đấy, cứ thấy cái này cái ức à. Ừ. Đâu cứ bà chỉ diễn mà chỉ diễn thấy thôi. Đấy, cái này. Mà cái này nó có bùi hơn cái củ gà. Ừ. Cái này nó các bạn nó sử dụng nhiều. Rắn. Đặc sản đồng quê là siêu ngon, hấp dẫn. Nói chung chuột đồng thì nó quá ngon rồi cả nhà. Đấy là mọi người cố gắng cho Lê Toàn với Chu Nghĩa mỗi người một like và đăng ký để ra được những món chuột đồng là hấp dẫn nhất để gửi tới mọi người. Đấy, Lê Tiến này làm miếng đấy ngon đấy. Chưa ăn gì à? Mà có cái đấy bún quặn. Hôm nay có áo đẹp thế, áo mua trên mạng à? Áo Hàn Quốc. Không nói cái gì. Không nói nên lời. Quận thanh niên là mặc áo Hàn Quốc Hàn Sẻng. Cá giấm một con rất to. Cá ao hàng xóm cho. Ngày nào ăn thịt chuột cũng được nhỉ? Ngày nào cũng ăn được. Ê mày lạ nhỉ, có mà ở đâu mà ngày nào cũng có thịt chuột ăn. Nói như đúng rồi, chuột nó phải có từng lúc một. Bắt hơi khó, bắt hơi khó rồi mà dễ được. Đấy. Cái đùi đấy. Làm cái đùi ăn nó ngon. Thích ăn ba chỉ à? Anh bây giờ chuyển ăn thích ăn đùi. Ngon quá. Gặp cô Khuyên thì cái gì ngon hết, nhất là chuột. Tiết canh còn ngon nữa. Hôm nào chủ nhật là làm bữa tiết canh. Nhân này lại đi làm. À, lại đi làm mà thế thì chúc mừng. Xin chúc mừng. Ngon nhỉ? Quay vào cái đĩa thì chuột ngon thế. Ngậy nhỉ? Ngậy. Béo núc ních luôn. Đấy, làm miếng đấy hấp dẫn cái đùi. Làm miếng nữa ạ. Ăn nhiều vào làm miếng nữa, vài miếng nữa. Đấy. Đây chấm vào đây. Đỡ cay. Ngon. Hấp dẫn. Hai áo đỏ ăn chuột còn là khỏe nhất Việt Nam. Năm nay ăn mười mấy bữa được gì nữa. Chả khỏe nhất Việt Nam gì nữa. Gọi là thánh chuột. Thật, mới có từ đầu và vụ đến bây giờ có chưa được một tháng mà đã ăn mười mấy bữa rồi. Anh em nói vui vui đi thôi, còn thánh chuột không. Coi như ngày nào ăn. Hai áo đỏ lại không ăn nữa thì thật. Anh em bắt chuột về. Lại, lại ngại thôi. Không phải ngại, ăn thoải mái. Chuột bắt được. Có cái tay xem, này bảo là thánh tiết canh. Ừ, rồi kệ. Thánh tiết canh được. Ăn toàn chảo mâm hết. Đấy. Thánh là tiết canh được. Mình làm video quay clip cho cả nhà xem. Nên là
cũng có phải có người nọ người kia, người ta nói thì kệ, nó cũng chẳng quan trọng. Chia cũng được. Ăn được phải không? Đi ăn được, mình làm mình ăn mà. Chia sẻ cho cộng đồng xem, nói chung là những người yêu quý mình người ta xem, chứ cần còn những cái người gọi là người ta không thích thì người ta cứ hay nói linh tinh, kệ mình ngơ đi, gọi là bỏ ngoài tai. Cả nhà, đấy mình nên toàn chia sẻ bằng thật. Nay anh ăn đi cho nóng. Ăn đi vẫn ăn đấy. Ăn mạnh lên. Đấy, làm miếng đấy ngon. Của cô Khuyên lúc là ăn gọi là nhìn phát thèm luôn. Nhất là lúc nào đang đói mà nhìn thấy cô Khuyên ăn là thôi cứ nhút nước bọt ực. Thèm. Quay bây giờ lúc nào mở ra nhìn thấy lại thèm. Ừ, lại nhìn thấy mình nhìn thấy mình ăn còn thèm, thế mà lạ. Tiến làm miếng cho nó hấp dẫn. Nãy ăn cá, chuột chả thấy ăn. Tiến đã liên tục. Chú ấy làm miếng hấp dẫn rồi, mấy khi cái chuột đồng này đặc sản thế này. Ngại sao? Ngại thế nào? Ngại gì? Đấy, Tiến làm miếng đấy ngon. Ôi được rồi. Ngon không? Cảm giác như nào? Nói cảm giác này. Cứ lão lức hết cả người. Cảm giác như nào? Nó nói như ngon quá em không nói được. À, ngon quá không nói được. Chỉ biết ăn. Ngon quá. Đấy, nên Tiến vào ngon quá không nói được. Nói chung là không thể tả được. Đấy, chúng nghĩ làm miếng đấy hấp dẫn đấy. Đấy, chơi cái đợi miếng đấy thì thôi rồi nhỉ. Chuyên gia ăn đùi trên. Chuyên gia đùi trên. Được. Chú chuyên gia đùi trên gọi là bác lại chuyên gia đùi dưới. Thiếu gì đấy? À, thiếu gọi là ăn là cay. Đấy. Thế thôi, ăn là cay buổi tối gọi là 1-2 chén nó ăn lành. Sức khỏe dồi dào, ngủ nó dễ ngủ các nhạc. Cũng nhiều quá không tốt. Rồi, kè cái nhảy. Đấy, chúc sức khỏe buổi tối ăn lành thế thôi. Ăn mấy miếng ớt rồi mà. Liền lúc nó cay quá. Rượu đi thôi. Thế rồi. Giờ ăn cho khỏe. Vợ nó ghét. Ngủ sớm quá vợ ghét đấy. Chú nghĩa mà ngủ sớm quá vợ ghét. Gần gần xong rồi cả nhà. Vẫn còn vài miếng nữa. Anh Nhiên lấy một ít nước canh ở đằng sau. Hôm đầu tiên ăn ngon. Nấu ăn là ngon. Hôm sau ăn. Không thuyền mới ngon. Cho luôn vào mồm. Nói luôn mồm. Đấy. Tuyệt vời. Ủa đây rồi. Đấy. Đủ trên đây cái không có. Nhiều dưa ở dưới lắm. Đầy dưa. Đổ lên đi, đổ vào bát đi. Ớt biết các thứ đầy đủ. Đầy đủ hết nó ngon. Ôi trời. Rớt nước miếng luôn. Ăn miếng thịt chuột mà caramel rớt hết nước miếng. Đấy, buổi tối nó quá lành cả nhà, một đĩa thịt chuột vật vã này. Và một con cá của bà hàng xóm bà ấy gạn ao cho. Đấy nên là gia đình làm cái mâm cơm gọi là đơn giản, hai món đặc sản ấy chia sẻ cho đại gia đình xem. Đấy, mọi người cố gắng cho Lê Toàn một like và đăng ký để Lê Toàn có thể ra được những clip hay nhất để gửi tới mọi người. Và video hôm nay Lê Toàn quay có thời lượng mình chia sẻ tới đây thôi. Đấy, hẹn cả nhà xem clip tiếp theo, mọi người thấy hay ủng hộ cho Lê Toàn nhá. Rồi xin chào tại đại gia đình ạ. Xin chào cả nhà nhá. Hẹn cả nhà xem clip tiếp theo. Hello mọi người. Rồi chú chào cả nhà các bạn ạ. Rồi, thank you mọi người.